Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của em. Và buổi tối hôm nay em rất là vui khi mà gặp lại các tình yêu của em. Chúc cho mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Bữa hôm nay em có một cái đề tài rất là hay, cho nên là em đặt cái tiêu đề là một ngày mà quan hệ đến 5 lần thì nên là em phải làm gì đây, và cái kết của câu chuyện này như thế nào. Đây là cái câu chuyện có thật của nhỏ bạn thân của Ngọc. Mà cái thời mà Ngọc còn làm trong nhà hàng Đại Thống á, thì Ngọc có quen một cái con nhỏ bạn. Và cô ấy đã kể về cái chuyện tình của cô ấy với những người bạn trai. Và không biết rằng tại sao em lại đặt cái tiêu đề này, và cái kết như thế nào, thì em mến mời đại gia đình của mình cùng theo dõi cái câu chuyện này nha. Em xin phép được giấu tên nha. Thì chẳng giấu gì mọi người là lúc mà em còn con gái á, lúc mà em chưa lấy chồng á, là lúc mà em mới có 17, 18 tuổi à. Sau khi em thi trượt kỳ thi đại học và gia đình của em thì hoàn cảnh nó éo le, ba thì bị tai nạn giao thông, cho nên là cần một khoản tiền rất là lớn để mà chi trả cho viện phí, đến nỗi mà gia đình em, má em phải bán cái nhà để lo cho ba luôn. Và em thì cũng vô bệnh viện lo cho ba, cho nên là tiền bạc gia đình nó cũng eo hẹp và em không có điều kiện để đi học nữa. Mặc dù là sau khi em thi rớt đại học thì em cũng gắng, em lết lết vô em học y tá. Em học đâu cũng khoảng chừng 6 tháng thì ba em bị tai nạn. Và sau đó thì gia đình em, tao nói nó rối nùi, giống như là nó rối lắm, rối tung luôn. Mà một khi mà một gia đình mà có một cái người thân á, là ba hay là mẹ mà bị một cái tai nạn như vậy, thì mình là phận làm con, mình rất là buồn. Thứ nhất, thứ hai là kinh tế không có thể nào chịu đựng được. Cho nên là bán hết từ cái này tới cái kia đó, bán cái nhà luôn, bán chiếc xe luôn cũng không đủ nữa. Đó, cho nên là em quyết định là em vào nhà hàng Đại Thống để mà em làm việc ở trong một cái môi trường gọi là phục vụ nhà hàng. Mới đầu em làm nhân viên phục vụ, nhưng sau đó thì được cái là cái ông quản lý, ông kết model em. Ông thấy dáng em cũng cao cao, mi nhơn. Hồi đó em ốm nhom nhách à, hồi đó em có 45 kg thôi, chừng 45-47 nha, dễ thương lắm. Thành thử ra ông mới nói thôi em ra em làm lễ tân đi. Có nghĩa là em mời những người khách ngoại quốc vào ghế bàn ngồi, sau đó mình đưa cái menu thực đơn, rồi sau đó người ta order những cái đồ ăn, và sau đó người ta bụt bo cho mình. Và cái số tiền đó mình không thể nào mình giữ chọn cho riêng mình, mà mình phải để vào trong cái thùng. Rồi cuối tháng á, cái ông quản lý ông sẽ chia ra mỗi người một ít. Và khi mà em làm như vậy thì một khoảng thời gian thì em gặp được một con nhỏ bạn. Đó, thì chẳng giấu gì đại gia đình của mình thì em với nhỏ này chơi thân với nhau lắm. Coi như là nhỏ này nó chở em đi làm rồi chiều tối hai đứa đi về. Mà cái ca của em làm với nó là đều là lễ tân hết. Mà con nhỏ bạn em nó cao hơn em nữa. Em là 1m6 mấy, 1m7 đúng không? Con nhỏ này 1m75 luôn. Mà tao nói hả, trái bưởi năm roi na nào, trái bưởi năm roi đấy, nó dễ thương mà nó căng dễ thương lắm. Thành thử ra là gương mặt thì rất là đẹp, đẹp hơn em rất là nhiều. Không biết làm sao nữa mà em khen người ta đẹp, mà thiệt bạn em đẹp lắm, đẹp lắm, nhìn cái là thích liền luôn. Không có một anh chàng nào mà nhìn mà có thể là lướt qua được, nhìn là không chớp mắt luôn. Bởi vì một cái vẻ đẹp chim sa cá lặng luôn. Cho nên là nhỏ này á, nó chơi thân với em. Cho nên là có một lần á, là bạn trai của nó order cho nó một cái dĩa, cái phần gọi là cái gì ta, tôm càng mà rang muối đó. Thời đó em khoái ăn tôm cua gì đó mà rang muối Tây Ninh đó. Trời ơi nó ngon hết sức luôn vậy đó. Và chơi thân với nhau, cho nên là nhỏ này tâm sự hết trơn cái trọi chuyện của cô ấy cho em nghe. Thì em mới hỏi, trời ơi, sao mày có bạn trai sướng vậy, trong khi đó là mình thì lúc đó là em chưa có bạn trai, em chưa có người yêu luôn, mặc dù là em cũng dễ thương xinh vậy đó, tin vậy đó, nhưng mà vì duyên phận chưa đến hay sao, em chưa gặp ai đó mà em thấy người ta yêu nhau, em thích lắm, nhưng mà chưa ai yêu em chưa yêu ai hết, thành thử em ở vậy hoài à. Thì nhỏ này nè, nó mới tâm sự, nó nói mày biết không, tao á, là tao cũng bạn thân với nhau thì thôi tao cũng nói cho mày nghe. Bây giờ tao muốn ăn cái gì á, cũng có hết anh này tới anh kia đứng bưng đồ ăn lại. Mà bưng coi như là bưng mà vui vẻ mà mời người đẹp ăn vậy đó. Mà em cũng thắc mắc, trời ơi, sướng vậy. Hú một cái thích ăn gì cái bạn trai mua cho ăn liền, dù cho có lên tới tận nơi nào mà xa xăm thì anh ấy vẫn đem những cái đồ ăn ngon đến cho người đẹp. Và đằng sau câu chuyện đó thì một khoảng thời gian dài là em ngưỡng mộ lắm, ngưỡng mộ nhỏ này lắm. Em nói trời ơi nhỏ này đẹp, sướng quá, số sướng quá, coi như là quen anh nào anh ấy cưng dễ sợ luôn. Mà trong khi đó có quen một cái anh kia làm trong công an luôn, trong ngành luôn. Chiều tối nào á, là em cũng thấy là cũng như là đến phi trường để chở nhỏ này về đó. Đó
Thì do là hai đứa quen nhau mà chưa phải là vợ chồng, cho nên là nếu mà chở nhau đi chơi thì nó cũng kể là nó đi vô khách sạn, hai đứa ngồi tâm sự, ăn xong rồi chở vô khách sạn ngồi tâm sự, tâm sự rồi trở về. Thì một khoảng thời gian sau thì em ngưỡng mộ cái cặp đôi đó dữ lắm. Thì một thời gian sau đó thì nhỏ nó nói nó chia tay với cái anh công an rồi, và nó quen người khác. Rồi một thời gian nữa em nghe nói quen người khác nữa. Đó, mà cứ lia lịa như vậy thì em mới hỏi chứ trời ơi, mày là con gái mà sao mà mày cứ quen hết người này người kia vậy á. Rồi người ta hả quen mình nhiều khi người ta đâu có thương mình đâu. Đó, người ta lợi dụng mình chứ người ta đâu thương mình. Thì nhỏ nó nói biết là sao giờ, coi như là nó thấy ai mà cứ đưa đón nó vậy, nó cái nó thương, nó mến, nó thương. Cái thế là nó thương người quá, thành thử ra là hại cái thân. Cho nên là nó gặp ai nó cũng yêu á, ai cũng thương được hết. Cho nên là có khi là một ngày á, nó đi chơi với 5 người bạn trai luôn. 5 người bạn trai và đều dẫn vô khách sạn hết. Và sau đó thì nhỏ này nó mới kể là một khoảng thời gian đó thì Ngọc cũng rất là thấy rất là ngưỡng mộ. Trời, nhỏ này đẹp sướng quá ha, có bạn trai đưa đón rồi muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn shopping, muốn gì cũng được hết. Thậm chí là mua điện thoại mắc tiền cho cô này luôn, đơn giản luôn. Là vì bởi vì cái anh chàng này ảnh yêu cô này. Mà những cái anh chàng này không biết làm sao, nhỏ này nó sắp xếp lịch hay ghê. 2, 3, 4, 6 hay 5, 7 gì đó, 3, 5, 7 gì đó. Mà nó sắp xếp sao mà mấy anh không biết. Không biết là ngoài quen cái anh này nó còn quen cái anh khác. Một tay mà nó bắt 5 con cá. Một ngày nó quen 5 người. Một ngày đi chơi với 5 người bạn trai, đi uống cà phê, đi khách sạn. Đó, thì Ngọc cũng thấy cái mối tình nhỏ này thấy cũng tội nghiệp quá đó. Mặc dù là người ta thương nó thương thiệt, nó cũng thương thiệt, ngộ lắm, ai thương nó thương lợi à. Nó tình cảm gì mà nó gọng gãi, mà nó dễ thóng, phóng thoáng dễ sợ luôn đó. Và người ta nói là một tay bắt 2 con cá là đã thấy mệt mỏi rồi, mà một tay nhỏ này bắt 5 con cá luôn, một ngày đi chơi với 5 người. Thế thì một khoảng thời gian sau thì em mới hỏi như sao rồi mà em thấy mặt mày nó buồn mà xanh xao tiều tụy quá. Thì một khoảng thời gian sau á, thì Ngọc mới hỏi sao rồi mà mày còn quen cái anh công an không? Thì anh này anh A, anh B, C không? Thì em cũng biết những người bạn trai đó, nhưng em không tiện nói tên đây. Thì nhỏ nó mới nói chứ thật ra đó là tao á hả, riết rồi tao bị giống như tao ghiền vậy đó. Tao đi chơi với người này người kia riết tao ghiền luôn. Mà tao không có quen người này người kia thì tao buồn. Đấy. Mặc dù là tính tình không hợp nhau, rồi chia tay rồi, nhưng mà tao vẫn buồn đó. Giống như là nó có 5 người bạn trai này, mà nó chia tay hết 2 người thì nó buồn vậy đó. Cái mặt nó buồn, nó mất ăn mất ngủ, xanh xao tiều tụy luôn. Thế là nó phải uống 5 viên thuốc một ngày ha. Một ngày nó đi chơi với 5 người bạn trai, bây giờ rớt xuống còn 2 người bạn trai một ngày thôi. Là coi như là nó cũng buồn quá, nó không ngủ được. Nó uống 5 viên thuốc, nó mới ngủ được. Thuốc gọi là thuốc trầm cảm, thuốc gì không biết nữa, mà nó làm cho giấc ngủ nó đi vào dễ hơn á. Thì Ngọc mới khuyên, Ngọc mới nói thôi không được rồi. Tao thấy là bây giờ mày còn trẻ, tương lai mày còn dài, đời còn dài lắm. Với lại tao thấy mày đẹp lắm, có sắc nữa. Bây giờ mày chịu khó mày đầu tư về cái vấn đề học vấn chút xíu ha. Mình có chút kiến thức thì mày xin việc làm đồ ở đâu cũng nhận hết á. Với lại là bây giờ á, mà con trai bây giờ nhiều khi là nó đến với mình là nó lợi dụng mình thôi, chứ đâu phải nó yêu mình thiệt đâu. Thì Ngọc cũng khuyên hết lời, khuyên ngăn hết lời. Thì mình là mình người ngoài cuộc, mình đâu có hiểu được người ta đâu. Thì nó mới nói là nó thương cái anh A, anh B, anh C vậy đó. Nhưng mà vì là người ta biết nó có bạn trai rồi bắt cá 2, 3 tay vậy đó, cho nên là người ta mới chia tay. Mà đặc biệt đàn ông, mà đàn ông nó có quyền bắt cá nhiều tay như ngộ lắm. Đàn bà mà bắt cá 2, 3 tay thì nó nói là đàn bà không có tốt, đàn bà xấu, thành thử ra nó không dám lấy làm vợ. Thì riết cái cô này cũng họ từ từ những cái mối tình thoáng qua nó vụt qua hoài à, cái cũ lại quen người mới, thì chia tay người này thì quen người mới chứ sao. Nhưng mà đằng sau đó thì là những cái vết thương lòng mà khó có thể phai nhòa được. Và một ngày cô này cũ quen với bạn trai, tao nói 5 người như vậy, thì em không thể nào tưởng tượng được là cô này là cổ cũng rất là thương người ha. Thương người là hại cái thân mình, người ta nói là đúng luôn. Và từ từ sức khỏe cổ suy kiệt, và cổ bị một cái căn bệnh gì không biết nữa, mà bị ra máu á. Thành thử ra là Ngọc mới nói thôi bây giờ mày đi khám bác sĩ đi. Với lại mình còn trẻ, sau này mình còn tương lai nhiều lắm, mình có sức khỏe là có tất cả. Thì Ngọc khuyên, thì thời gian không biết sao nhỏ đó nó biệt tâm biệt tích luôn, mất liên lạc luôn, mà Ngọc điện cũng không được luôn. Ngọc không biết nhà nó đâu, nó chơi thân nhau, nói chuyện chơi thân nhau lắm, nhưng mà không có biết nhà. Tại nhỏ này nó nói là nó ở với lại dượng của nó đó, tại vì ba với má nó ly dị từ rất là lâu rồi, mà má nó đi thăm bước nữa, cho nên là nó ở với dượng. Rồi có nhiều khi là nó ở chung với ông dượng á, thì cũng có những cái điều nó không có tiện nói ra ở đây,
nhưng mà nó cũng là không cần nói thì mọi người cũng để thể biết rồi ha. Con gái vợ mà ở chung với lại cha dượng thì đôi khi nó cũng có những cái điều nó tùm lum tùm la hết á. Đó, cho nên là nhà của người ta nằm trong chân mới biết chân có gận. Cho nên là đôi khi là từ những cái sang chấn tâm lý đó ảnh hưởng đến cái cô gái bạn của Ngọc á, là cổ là coi như là cổ đi chơi tôi nói thả ga luôn, hết mình hết số luôn, thì em mới khuyên ngăn rồi không biết làm sao nữa. Thời gian thì không biết nhỏ nó đi đâu mà biệt tâm biệt tích em không tìm được. Em cũng rất là quý nhỏ bạn của em đó. Nếu mà sau cái clip này mà nếu bạn có xem được cái clip đó thì nhớ liên hệ với Ngọc nha, tại vì mình cũng mất liên lạc với nhau từ rất là lâu rồi. Mà Ngọc có thiệt là Ngọc rất là quý bạn đó, dù cho bạn là một người như thế nào nhưng mà theo là mình thấy là bạn là một cô gái tốt đáng được trân trọng, và những cái điều tốt lành sẽ xảy đến và sẽ đến với bạn trong nay mai mà thôi. Đó, bạn đừng buồn nha, trong cuộc sống mà thì đôi khi nó cũng có những cái chuyện buồn, chuyện vui đó. Cho nên là nếu mà buồn thì mình cứ quên đi, mình nếu mà mình sẽ đón những cái niềm vui. Mà đặc biệt bạn còn rất là trẻ nữa, tương lai còn rất là dài. Cho nên là cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã nghe Ngọc trải lòng về cái chuyện của nhỏ bạn thân của Ngọc ha. Và mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.